Tiếp tục đà thăng hoa tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander vừa tạo nên một cột mốc mới khi trở thành mẫu ô tô có doanh số bán cao nhất thị trường trong tháng 10 năm 2019. Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, kết thúc tháng vừa qua, Xpander đạt lượng xe bán ra 2.629 xe, tăng 548 xe so với tháng 9 năm 2019. Thành tích này cộng với việc đối thủ Toyota Vitae chỉ bán ra 2.317 xe, giảm nhẹ 13 xe, đã giúp mẫu MPV cỡ nhỏ của Mitsubishi lần đầu thống trị bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy theo tháng tại Việt Nam. Kết quả này được cho là khá bất ngờ. Bởi lẽ, những năm qua Toyota Vitae vẫn là tượng đài bất khả xâm phạm cho vị trí ngôi vương, với doanh số bán ra hàng tháng cao ổn định và luôn bỏ xa các đối thủ. Mặc dù vậy, thành công của Xpander cũng có thể lý giải được. Kể từ khi ra mắt hồi tháng 8 năm 2018, mẫu xe nhà Mitsubishi nhanh chóng chinh phục khách Việt nhờ mẫu mã bắt mắt, cùng với đó là lợi thế về giá bán. Hiện tại, sau những lần điều chỉnh, Xpander đang có giá bán dao động từ 550 đến 650 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với đối thủ Kirondo hay Toyota Avanza. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được hãng xe Nhật Bản chăm chút khi liên tục bổ sung phiên bản, đồng thời đảm bảo nguồn cung. Sự bứt phá của Mitsubishi Xpander một mặt khiến cuộc đua doanh số toàn thị trường Việt Nam trở nên kịch tính hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cuộc chiến ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ phần nào nhàm chán hơn, khi mẫu xe này gần như độc chiếm phân khúc. Bởi lẽ, thống kê từ số liệu VAMA cho thấy, các đối thủ của Xpander như Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Kironda hay thậm chí là Toyota Innova đều khó có cử. Toyota Avanza đang ngày càng bất lực trong việc thuyết phục khách hàng Việt. Trong tháng 10 năm 2019, mẫu xe này chỉ đạt doanh số kém cỏi 33 xe. Nếu tính cộng dồn từ đầu năm, lượng xe Avanza đến tay khách hàng cũng chỉ chưa đến 600 xe, 565 xe. Trong khi đó, Kironda dù ổn định nhưng lượng xe bán ra mỗi tháng chỉ loanh quanh ngưỡng 100 xe. Tháng vừa qua, Trường Hải, Thaco bán ra 103 chiếc Rondo và tính cộng dồn trong năm 2019, doanh số của mẫu xe này đạt 1.046 xe. Đối thủ được đánh giá cao nhất trong cuộc đua với Xpander tại Việt Nam là Ertiga cũng chưa chứng minh được nhiều. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới hồi cuối tháng 6 năm 2019, mẫu MPV cỡ nhỏ của Suzuki có giá bán thấp nhất phân khúc, từ 499 đến 549 triệu đồng, đồng thời được cải tiến cả về thiết kế lẫn trang bị. Tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa tạo nên nhiều khác biệt. Tháng vừa qua, Ertiga đạt doanh số 375 xe. Trong khi cộng dồn 4 tháng gần đây nhất, lượng xe Ertiga bán ra cũng chỉ ở mức 1.040 xe. Đồng nghĩa, mỗi tháng mẫu MPV nhà Suzuki bán dưới 300 xe, vẫn thua xa con số trung bình trên dưới 1.400 xe mà Xpander đạt được. Cách đây chưa lâu, trả lời thanh niên tại khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam 2019, sếp của Suzuki Việt Nam từng giải bày, nguyên nhân Ertiga vẫn chưa thể bứt phá chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung. Đồng thời vị này cũng cho biết Suzuki Việt Nam sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này để giúp mẫu xe con cưng có thể cạnh tranh tốt hơn. Mặc dù vậy, nếu nhìn vào sự chênh lệch hiện tại, sẽ rất khó có cử để mẫu xe của Suzuki có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ Xpander. Và dự kiến từ nay đến hết năm 2019, phân khúc PMV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam sẽ khó có sự xáo trộn lớn.